Hello tất cả mọi người nha, mình là Bustigi đây, lên thẳng level 7 luôn nha mọi người ơi. Còn có 15 tiền như này nhưng mà không sao, cái lượt đổ lại đang rất là nhiều luôn nè. Có Fiora 4 tiền, ui ôi, có Lucy Mulder 5 tiền mọi người ơi. Ronald thử xem nào, cắt may luôn à, lấy luôn nha, tại vì tướng 4 tiền mà. Nami à, quốc luôn anh em ơi. Có Varus luôn à, hết tiền mua tướng rồi. Nói chung á, tiền thì ít anh em à, nhưng mà được cái lúc đầu game á, ngay từ Raw 2.1 là mình cũng đang có được một cái lõi kim cương, đó chính là tín đồ mua sắm nha. Nên cái lượng đổi lại miễn phí của mình nó rất là nhiều anh em ơi. Ôi có Taurus luôn, hai con có Varus anh em ơi. Trời ơi đã nha. Chỉ cần cái lõi thứ hai á, nó ra được cho tôi, đó chính là một cái lõi xây bài tự động thôi nha, là bú vội luôn á mọi người ơi. Tại vì mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con tướng 4 tiền khác nhau rồi. Cũng như á, là có sẵn luôn được một cái vị tướng 5 tiền, đó chính là con Simulator này ở round 2 chấm nha, ở level 7 anh em ơi, với tỷ lệ roll tướng á là 1%. Trời ơi rất là ảo luôn á, chắc là lắp đồ luôn anh em ơi. Mình đang muốn thắng lại á, tại vì từ đầu game tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn, khi mà chỉ còn đúng 69 máu thôi nha. Với một cái chủ thua 5 trận liên tục rồi á, và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả, và gặp luôn công này một cái form bài băng giá tiên phong và thợ săn á, ấy da, có Lucy Mulder, Huawei hai cái trang bị chuẩn carry anh em ơi. Nhưng mà em sao nha, đội hình của mình thì full tướng 4 tiền mọi người ơi, và mình xả tiền rất là nhiều luôn rồi đó. Mọi người đừng quên nha, một cái lượt đổ lại miễn phí á, nó sẽ tương đương với 2 vàng hồi nãy á, là mình xài hơn 20 lượt rồi nha mọi người, là tương đương với hơn 40 vàng luôn á. Ây da, lỗi vàng á, không phải lỗi bạc anh em ơi. Cái lõi kỹ nghiêng kia khá là ngon á, chắc là lấy luôn đi. Cho mình 3 cái lượt đổ lại miễn phí và được 8 mép ở những cái round như là tiếp theo á. Rồi, có luôn Simulder, lắp đồ luôn anh em ơi. Cuồng đao vô cực cũng như là một cái huyết kiếm nè, đi chung với cả Varus kích được phá thủ. Có Zillion, các ma kích thời không, tăng cơ thì nó không liên quan chơi lắm anh em ơi, khi mà đó là hai con Taurus đang cầm một cái giáp máu và một con Phil ra tướng 4 tiền thôi. Hơi xuồng tí tại vì 5 tiền ra sớm anh em ơi, nhưng mà nó lại không có xây bài. Nếu như mà có thật sự là một cái trận đấu siêu phẩm luôn á, nhưng mà em sao, hiện tại là mình cũng đang rất là giàu. Tại vì mọi người còn phải quy đổi cái lượng, cái gọi là cái lượt đổ lại của mình đang có sang tiền nữa. Một cái lượt đổ lại là tương đương với 2 tiền, mà với cái lõi kim cương tín đồ mua sắm này á, là cứ mỗi lần mình lên cấp á, là mình sẽ nhận thêm cái lượt đổ lại bằng tương đương với cái cấp của mình đang có anh em ơi. Giả bộ lên level 8 đúng không, được thêm 8 cái lượt đổ lại miễn phí. Lên level 9 á, được 9 lượt, và lên level 10 á, được 10 lượt nha. Thì từ đây đến cuối game mình chắc chắn luôn á mọi người á, mình sẽ có ít nhất là vài chục lượt đổ lại khi mà lên được level 10 nha. Vài chục lượt đổ lại nha mọi người. Nếu mà quy đổi ra tiền á, nó cũng phải là 100 tiền hoặc là cả hơn 100 tiền luôn á. Lên level 10, anh em cứ tưởng tượng đi, mình level 10, mình có 50 tiền và mình có hơn 100 tiền được cộng thêm bằng cái việc roll nữa, thì roll tướng 5 tiền hoặc là 4 tiền bay xa là cực kỳ dễ luôn á nha. Nên thôi cứ chạy cối mọi người ơi, tại vì hồi nãy là mình cũng roll rất là nhiều rồi á, nên bây giờ mình chỉ cần làm một cái việc đơn giản thôi, đó chính là tích tiền lên level, không có cần phải roll tướng nữa. Hồi nãy mình xả phải gọi là gần 50 tiền mà, xả hết tiền ở level 7 luôn rồi đó. Và cái trước round gọi là 2 chấm đó mọi người, trước khi mà qua round 3 chấm á. Ông này là một cái form bài thông đạo, nhưng mà anh em nghĩ đi, tầm ở round 3 chấm như này á, người ta vẫn đang còn chơi những cái vị tướng là 1 tiền, 2 tiền hoặc là cùng lắm á là tướng 3 tiền carry thôi. Còn mình vác ra luôn một cái form bài full 4 tiền và tướng carry chính á là con Simulder này tướng 5 tiền và đang cầm combo 3 cái trang bị lớn cực kỳ đẹp. Trời ơi anh em ạ, anh em đừng quên nha, cái lõi kim cương tín đồ mua sắm này á, thật sự nó không cho quá là nhiều tiền, nhưng mà được một cái á, nó cho rất là nhiều lượt đổ lại luôn. Nên mọi người không có cần nhiều tiền, chỉ cần gọi là tiền mua tướng thôi đủ rồi, còn roll tướng á, là miễn phí mà, thoải mái. Cái này chắc là lấy cái gậy đi mọi người ơi, cái gậy đi, có con hơi quay luôn nè. Ông top 1 đang khá là cháy nha, mình gặp ổng luôn anh em ơi, nếu mà gặp ổng thì quá ngon rồi. Để gọi là dập lửa ổng bớt đi, chứ nếu như mà để ổng mạnh quá thì cũng hơi mệt đó.
Fury hả? Thật sự là không cần luôn á mọi người. Nhận một ấn ngẫu nhiên, hiện tại là mình cũng đang không cần ấn cho lắm á. Với lại là cái ấn ngẫu nhiên này á, bây giờ nó có rất là nhiều ấn nha mọi người ơi. Nó có tới tận là gần 30 cái ấn khác nhau, rất là khó luôn. Nếu mà tầm này ra ấn ngon á thì có thể kể tới như là ấn pháo thủ hoặc là ấn hỏa là ngon nhất rồi. Nhưng mà kiếm một hoặc là hai cái ấn trong gần 30 cái ấn á, mà đây là một cái ấn ngẫu nhiên nữa, nó khó lắm anh em ơi, nên thôi khỏi nha. Nó tốn 12 tiền luôn. Đấy, sự màu đờ rồng bay phượng múa đúng nghĩa luôn anh em ơi. Đúng nghĩa luôn á chứ, rồng bay phượng múa luôn nè, nó bắn thì thôi rồi luôn á chứ. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện từng cái một ha. Ở cái lõi đầu tiên á là một cái lõi kim cương, cái lõi thứ hai là một cái lõi vàng, thì ở mấy cái ở cái lõi thứ ba này mới nó sẽ chỉ có hai tỷ lệ ra thôi, một á là lõi kim cương tiếp, còn hai á là một cái lõi vàng nha. Tại vì đầu tiên là kim cương, lõi hai lõi vàng á, thì ở cái lõi thứ ba nó sẽ không có phần trăm ra được là cái lõi bạc ha. Tại vì nếu như mọi người mà muốn săn được cái lõi xoay bài tự động mà ở cái lõi thứ ba á ở ra 4.2 thì chỉ có hai trường hợp thôi. Thứ nhất á, cái lõi đầu tiên của mọi người phải là lõi vàng, lõi hai á là lõi kim cương, thì ở cái lõi thứ ba á nó mới có tỷ lệ ra được cái lõi bạc. Hoặc là đầu game á mọi người cứ combo luôn là hai lõi kim cương nha, thì ở cái lõi thứ ba á nó cũng có tỷ lệ ra được cái combo hai lõi kim cương và một lõi bạc nha mọi người. Nhưng mà tỷ lệ đó rất là thấp luôn á, cực kỳ thấp mọi người ơi. Và nếu như mọi người chưa biết á, hồi cái mùa trước thì Riot cũng có mấy cái cổng đấu á, nó là cổng full lõi bạc, một á là full lõi bạc, còn hai á là cổng mà cái lõi thứ ba chắc chắn là một lõi bạc. Lúc đó thì chơi rất là đã mọi người ơi, tại vì săn cái xoay bài tự động nó rất là dễ luôn. Nhưng mà vì dễ quá nên ở trong cái giải đấu á, giải đấu chuyên nghiệp hoặc là cả chung kết thế giới luôn á nha, của cái bộ môn TFT này, đấu trường chân lý với mọi người, thì có rất là nhiều tuyển thủ chơi cái kiểu mà gọi là một ăn cả ngã về không, roll tướng 3 tiền 3 sao trước ra 4.2 ở những cái cổng mà chắc chắn lõi thứ ba nó ra cho đó là một lõi bạc. Thì nếu như mà tướng 3 tiền 3 sao đó mà đồ chuẩn các kiểu á thì ok, không ra lỗi bạc xoay bài tự động á thì không sao cả, vẫn chơi được top 1 cũng ok, thoải mái luôn. Còn nếu như mà lỗi thứ ba chỉ cần nó ra được một cái lỗi xoay bài thôi mà trước đó là tướng 3 tiền 3 sao rồi á, thì xoay bài chắc chắn luôn sẽ là tướng 4 tiền 3 sao. Mà mọi người cứ tưởng tượng đi, trong một cái giải đấu chuyên nghiệp, trong một cái bộ môn chung kết thế giới đấu trường chân lý mà có một cái tuyển thủ chuyên nghiệp vác ra một cái vị tướng 4 tiền 3 sao ở ngay ra 4.2 á, thật sự là endgame anh em ơi. Tại vì người ta tận dụng cái tiền lãi, người ta tận dụng cái tiểu tiết rất là kỹ luôn á. Chỉ cần có một cái lợi thế như vậy thôi, thật sự không phải là một cái lợi thế nhỏ nữa mà cực kỳ lớn, thì Riot xó luôn anh em ơi. Nói chung là cái thời đó săn mấy cái lõi xoay bài này rất là đã nha. Tướng 4 tiền hoặc tướng 5 tiền 3 sao tầm ra 400 á, nó cực kỳ dễ luôn mọi người. Nhưng mà cái gì dễ quá là Riot xó bài nó rồi. Riot rất là thích là nếu như mà không có fix được lỗi, nếu như mà không có giảm được sức mạnh hoặc là cân bằng được cái trang bị hoặc là cái vị tướng đó hoặc là lỗi hoặc là cổng á, thì một cách đơn giản nhất là xó luôn anh em mà, không có cần phải suy nghĩ nữa. Gặp rất là nhiều trường hợp luôn rồi đó. Ok, và đó là một cái chuỗi thắng 6 trận rồi nha. Và để cùng xem thử cái lỗi thứ ba nào. Đó là một cái lỗi vàng hay là kim cương? Kim cương anh em ơi. Ui rồi, ba cái lõi này đều ngon luôn mọi người. What the hell, ba lõi đều ngon nha. Rồng để trứng vàng, hoa rang bất ngờ và một lõi đầu tư hả? Nếu như mà làm content ngon nhất cái mọi người ơi, đó chính là hoa rang bất ngờ. Còn nếu như mà để mà roll tướng 5 tiền 3 sao á thì là đầu tư nha. Nhưng mà hiện tại là mình sẽ chọn cái hoa rang đi mọi người ơi. Cái rồng để trứng vàng thật sự là không ngon cho lắm đâu. Ok, và đó sẽ là có bùa thăng hoa nha, có bùa thăng hoa nha mọi người ơi. Mình rất là thích cái trang bị này luôn á. Cái lỗi đầu tư kia á, nếu như mọi người lấy ở cái ra 4.2 như này là rất là giàu. Tại vì sao? Nó cho mọi người là gần 50 tiền. Gần 50 tiền là cái việc đơn giản rồi. Mà cái điều phức tạp hơn nữa là cái lỗi đầu tiên của mình đang có tín đồ mua sắm.
mà nó còn kết hợp đi chung với một cái lõi đầu tư nữa, thì cái lượt đổi lại của mình nó gần như là vô hạn luôn mọi người ơi. Hồi nãy mình tính với mọi người ơi, chắc là cũng phải mấy chục lượt đúng không, nhưng mà kết hợp đi chung với cái lõi đầu tư á, chắc có thể là một 100 lượt luôn á. Nhưng mà cái lõi đó thì roll tướng 5 tiền 3 sao nhiều anh em cũng ngán rồi. Mình lấy luôn một cái lõi kim cương, đó chính là quà ràng bất ngờ nha. Tất cả trang bị lớn của mình sẽ được biến chuyển thành cái trang bị thần thợ con. Cái lõi này á, nếu như mọi người lấy sớm ở round 3.2 thì nó có thể là sẽ là hơi lỗ nha, hơi lỗ thôi nha mọi người. Nhưng mà ở round 4.2 như này, mọi người đã xác định mà lấy được một cái lõi kim cương quà ràng bất ngờ á, thì nó sẽ rất là lời. Tại vì đầu game á, mọi người không có được nhiều trang bị, còn đây tầm ra 4.2 rồi á, mọi người sẽ có được một cái lượng trang bị rất là lớn nha. Ở round 2.1 hoặc là round 3.2 á, mọi người mà có được thêm mấy cái lõi mà cho được thêm mấy trang bị lớn á thì cực kỳ lời nữa. Rồi gặp luôn con này, một cái phơm bài băng giá với Huawei F-Real Carry. Nhưng mà Varus Smolder, anh em nhìn cái quả Smolder rồi nhìn chán chưa? đúng rồi, mình nhìn không nhầm thì mình đang được tới tận là ba cái trang bị đả bác liên thanh nữa. Ây, được nha anh em ơi, content được nha, từ nha. Đả bác liên thanh nữa, ok được anh em ơi. Mình đang nghĩ là mình có thể làm được cái con một á là Olaf, hai á là Nyzer, ba á là Taric. Nói chung á là những cái vị tướng carry mà bằng gọi là cận chiến anh em ơi. Bây giờ mình lắp cho nó luôn là ba cái đại bác liên thanh thì nó sẽ từ một cái vị tướng cận chiến trở thành một cái vị tướng sát thương mà carry hàng sau luôn á, biến thành là ADC luôn á mọi người ơi, kiểu vậy á. Olaf cũng được nha, Nezet cũng được nha, Fiora, Gwen cũng được nha mọi người ơi. Ê, được nha mọi người, để mình làm thử ơi. Ơi có Nezet luôn nè, bú vội, ok. Biến hóa nào, được con bạch đó, là được một tiền anh em ơi. Bỏ Nezet vào nha, kích được cái hệ hỏa với lại là hóa hình luôn nè. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu hoặc là ý tưởng nào muốn mình thực hiện thêm á, anh em cứ bình luận ở phía dưới nha. Thêm một cái trang bị nữa nào, chùy bạch ngon hả? Thật sự là cái trang bị này không phải là quá ngon anh em ơi. Tại vì mình cũng đang không biết á, là cho cái thằng nào mà cầm được cái trang bị này luôn á. Thì có mọi người cố lên nào. Smolder đang có được hai cái đại bác liên thanh nha mọi người, và cũng như là một cái bùa thăng hoa. Ok, và đó là một cái chuỗi thắng hai trận liên tục rồi. Rồi mình sẽ tích tiền và lên thẳng level 9 luôn nha. Sắp lên luôn anh em ơi, 74/76. Và khi mà lên level 9 á, thì mình sẽ được cộng thêm 9 cái lượt đổi lại miễn phí nữa. Và với cái lõi thứ hai, mình qua round 5.1 á, mình cũng được cộng thêm 3 cái lượt đổi lại miễn phí nữa. Trời ơi, đang có quá nhiều cái lượt đổi lại luôn mọi người. Round level 9 mà với tổng cái số lượt đổ lại này á, thì lên tướng 4 tiền 3 sao rất là đơn giản nha. Nhưng mà mình cũng cần phải chọn ra những cái vị tướng 4 tiền nào mà người ta đang không chơi. Tại vì tướng 4 tiền khi mọi người đã xác định nuôi 3 sao rồi á, thì bắt buộc phải không có ai chơi. Hoặc là anh em phải có ít nhất là từ 2 tới 3 cái Neko cỡ lớn á, thì anh em chạy cố được chứ. Chứ tướng 4 tiền hoặc là tướng 5 tiền mà bị giành tướng á mọi người ơi, thì thật sự là nên né nha. Mọi người chơi 4 tiền 1 sao hoặc là 4 tiền 2 sao thì ok cứ chạy cối thôi. Còn mình thì nuôi tướng 4 tiền 3 sao á, nên cần phải lên được anh em ơi, cần phải đủ tướng á. Rồi tạm thời là kẹp vào như vậy đi anh em ơi. Đội hình của mình á thì trang bị không phải là quá đẹp, mà được một cái á, là mình đang có quá nhiều trang bị thôi. Tại vì em cứ tưởng tượng đi, một cái trang bị bình thường á là nó sẽ biến thành một cái trang bị thần thoại con, mà một cái trang bị thần thoại con á nó lại tương đương với một lõi vàng. Nên đó là lý do tại sao mình nói với mọi người là cái lõi này là càng về cuối game, lúc mà mọi người có nhiều trang bị á, lúc đó là lời nhất. Rồi thêm một cái trang bị lớn nữa nào. Ôi, tiếp tục là một cái bùa thăng hoa mọi người ơi. Ê, từ từ nha, lúc nãy á thì chỉ có một cái bùa thăng hoa thôi,
nên mình đang tính làm là Nizzard, Olaf hoặc là mấy con gờ quen các kiểu á, mà ba cái đại bác liên thanh. Nhưng mà còn bây giờ mình đang được ít hai cái bùi thăng hoa rồi mọi người ơi, thì có thể nha, mình chuyển hướng luôn anh em ơi, mình đổi content luôn, đổi luôn á nha, đổi luôn á nha mọi người ơi. Lúc đầu game á thì mình đang tính làm ba đại bác liên thanh cơ, nhưng mà khi mà đã có ít hai cái bùi thăng hoa này rồi á thì mình mình đang suy nghĩ tới cái việc mà làm cái con Nizzard là tướng 4 tiền 3 sao cầm ít hai cái bùi thăng hoa đi anh em ơi, để xem thử nó chào không. Chào quá bắn 1 sao rồi anh em ơi. 13, 12, 11, 10. Ây da, không thăng hoa được rồi mọi người ơi. Thắng được không? Vẫn thắng được nha. Và tiếp tục kéo ra cái chủ thắng này lên được 4 chọn rồi ha. Quá đã rồi. Ây da, ông kia đang chơi Nizzard chung hả? Khó vì trời. Mình tính làm Olaf á, thì có ông chơi Olaf và Olaf đã 2 sao rồi. Mình tính làm Nizzard á, thì cũng có ông kia chơi Nizzard rồi anh em ơi. Khó vậy ta. Hay là làm Tamken nhờ. Thử ông anh em ơi. Ơ, Tamken ra khá là nhiều nè. Lát luôn á, what the. Tamken ra khá là nhiều nha mọi người ơi. Và mình cũng chết sơ qua rồi á. Cũng đang không có ai chơi Tamken cả. Ua. Đúng là Tamken không ai chơi luôn á mọi người. Cứ roll là ra, cứ roll là ra thôi. Wow. Ông này mạnh quá. Ông này một cái phơm bài 7 băng giá, siêu one 2 sao 3 đồ carry. Rồi Olaf 2 sao 3 đồ carry anh em ơi, nó châu. Gặp bạn ngã mà thua luôn hả? Ui, khó vậy trời. Ok, Tamken 2 sao rồi nha mọi người ơi. Bán luôn cái con Tarik nè, bỏ Neko vào kích cái phơm bài là 4 hóa hình đi. Cho nó châu hơn chút. Biết lại con Elix nè, tại vì mình có JC rồi á. Lạ là Tamken nay rất chưa hai luôn anh em ơi. Vô lý thiệt, có Varus nè. Đây ơi, nay rất 2 sao và dư hẳn một con. Ui, một cái bú rèn anh em ơi, ngon nha. Mình đang rất là còn cái bú rèn này luôn á, để mình đập đồ thử. Rồi sau đập anh em ơi. Đây gặp lại công này có phơm bài 7 băng giá. Độ hình mạnh thế. Hôm nay là 5 tiên linh, Kalista 2 star carry. Nizzard gặp cái phơm bà này á mọi người, thăng hoa không nổi luôn. Khó vậy, ông top 1 97 máu à. Ê, tính ra là ổng từ đầu game tận bây giờ luôn á là thua đúng một chọn á. Gớm vậy. Mình lấy cái con Varus về cho nó 2 sao anh em ơi. Cho nó 2 sao đép máu cho nó ổn một tí chứ. Nhìn đội hình của mình đó, nó lủng thật sự. Được một cái ống kỳ quái luôn nha. Boria nè, ngon nè. Tamken ra liên tội luôn anh em ơi. Ok, thay Boria vào nha. Bỏ luôn cái con Elix này vào, kích là 6 hình luôn á, mắt châu. Ui, Varus ra nhiều vậy. Ê, hình như á là cái ông chơi chung Nizzard với mình đó mọi người, là ổng đi rồi. Ngon nha. Vậy là bây giờ mình có thể roll được con cái con Nizzard này 3 sao á mọi người. Nizzard Tamken nè, Tamken ra đúng nhiều. Thăng hoa được không? 12. Ây da, không được rồi. 12 máu à. 12 máu à, trận sau gặp cầm top 1 đi luôn á mọi người ơi. Roll nốt nha, phải roll thôi. Đập đồ nào. Mấy đồ. Đồ hơi lủng anh em ơi. Đồ đúng 6 luôn. Đồ nó đúng lõ luôn á nha. Đập đồ này xui quá. Ôi, roll lẹ mọi người, sắp đi tới nơi rồi. Ôi, Tamken sắp bay luôn rồi. Nizzard cũng 6 con luôn rồi nè. Bli
thắng được cái trận này đi mà. Trời ơi, vào trận rồi mới lên được Smolder 2. Xui vì trời. Cố thắng đi bạn ơi. Borea 2 sao, Tamkin 2 sao, Nezet 2, Varus 2 luôn mà chẳng thể thua sao. Cố lên. Ồ, thắng được nha, thắng được, thắng được, thắng được. Thắng được cái này mời. Quá may mắn rồi. Ok, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Và được cái là cái trận này á, cái ông chơi chung Nezet với mình á là ông đi rồi, nên mình roll kiếm Nezet này 3 sao được nha. Ờ, chết ngoại. Hiện tại cổng của mình đang chơi là cổng cu khi vũ nha mọi người. Mình còn 12 máu à, ok sống được á. Mình nhớ không nhầm thì ở round 5 chấm như này khi mọi người thua cu khi vũ á, nó sẽ trừ là 10 máu. Nó trừ 10 máu. Nhưng mà cái ông top 3 kia lên được Katarina 3 sao rồi, nhưng mà đi chắc anh em ơi, đi chắc. Tại vì ổng còn cái 5 máu à, 5 máu gặp cu khiêu vũ này là đi chắc anh em ơi. Không thể nào mà thắng được. Mình thì trừ 10 máu là sẽ còn 2 máu luôn mà, thoải mái. 9 8, thằng Hoa lên. Ê, có khi con được không anh em ơi? Hơn 22k máu luôn nè. Có khi thắng được đó nha. Ui xồi, thắng vô tư luôn mà mọi người. Dễ chưa? Nezet thăng hoa con được. Quá đã rồi. Nezet 3 sao nè, please. Neko 2 à. Lấy luôn anh em. Lấy được mà roll chưa? Ai da, không ra cái gì hết vậy? Lũng vậy? Oh. Oh shit. Không ổn rồi anh em ơi, roll hơi xui rồi đó. Roll 7749 lần, roll chắc phải là gần 40 tiền rồi. Đây rồi, một con Nezet đầu tiên. Roll hơn 40 tiền anh em ơi. Được có 1 con à. Cố thắng đi nào bạn ơi, đừng có thua nha. Mình chỉ còn đúng 8 máu thôi á. Tại vì mình vừa mới lấy thêm một cái bùi chú là giảm 6 máu anh em ơi. À lộn, giảm 4 máu chứ, được 6 cái lượt đổ lại miễn phí. Ok, vẫn thắng được, vẫn thắng được. Rồi cái round sau mình cố gắng mình roll nốt kiếm cái con Nezet 3 style luôn nha mọi người ơi. Phải chạy cố thôi chứ, tại vì ông top 1 còn có đúng 38 máu à. Mình đang muốn lên con Nezet này 3 style một cách sớm nhất có thể luôn. Đây rồi, 8 con. Một cái Neko cỡ lớn không anh em ơi. Vẫn còn bùa nha, đây rồi một cái bùa. Đập đồ. Mình đang muốn tính làm là 3 cái bùa thăng hoa luôn á anh em. Nếu như mà đủ may mắn. Một con nữa nào. Đây rồi. Ôi sờ kê. Đập đồ thử nào. Không có bùa thăng ho rồi mọi người ơi. Nếu như mà Nezet này cầm ít ba cái bùa thăng ho, thật sự là tên bạn khiếp luôn á. Rồi để cùng thử xem Nezet bài sao ít hai cái bùa thăng ho đi chung với một cái phơm bài 6 hố hình nha. Khi mà thăng ho lên á là sẽ được bao nhiêu máu đây. Chưa kịp thăng hoa luôn mà mọi người ơi. Ây da. Cái này là mình phải bán mất cái con Varus hoặc là cái con Smolder và nhốt cái con Nezet này lại thôi á. Tại vì nếu như mà để cái con Nezet này một mình nó quẩy á, chắc là nó cân hết tem luôn á mọi người. Khó. Bán luôn Varus, bán luôn Smolder nha. Để mà giảm bớt cái lượng đam lại á. Mình đang muốn câu giờ. Sau khi mà combat còn xuống 8 giây thôi là mình sẽ được thăng hoa. Rồi, độ hình phải gọi là rất là yếu luôn rồi đó. Ok, nhốt nó lại nha mọi người. Tại vì Nezet bay sao á, nó chỉ cần hố hình lên thôi thì team bạn nó tự chết à. Nên mình cần phải kìm hãm nó lại, cố gắng để cho nó hố hình trễ nhất có thể luôn. Mình đang muốn kiếm thêm một cái bùa chú á, đập đồ nữa để mà đập tiếp cái đồ của mình đang có nè. May mắn thì ra được thêm cái ít một cái bùa thăng hoa nữa mọi người. Rồi 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 rồi, 15 giây rồi nha. 14 12 10 9 8 Boom. Trời, hơn 80k máu mọi người ơi. Một gõ 17k đam. Holy shit. What the fuck. Một gõ 35.000 đam mà. Nhìn không nhầm đúng không anh em? Lũng thật sự đúng không chưa? Và nếu như mọi người đang tìm mấy cái nick mà có bếp tím sẵn như là con Orina T1 à, Katarina Học Viện Chiến Binh, hoặc là mấy cái con bếp tiếng thật sự là siêu phẩm luôn á, như là Giết Tử Thần Không Gian, Mid Fortune Thỏa Chi Huy á, thì anh em hãy đừng quên nhắn tin qua Facebook cho mình nha. Cái Facebook của mình có để dưới cái phần mô tả, anh em cứ kéo xuống dưới, anh em
Ê, từ từ từ, tiếp tục có một cái bú rèn anh em ơi. Mình lấy mình đập tiếp. Lấy đập tiếp anh em ơi. Còn một cái món đồ mới nè, để mình lượm xem thử luôn ấy. Trời ơi, đồ lọ nữa. Pum, có ra không đây? Không ra rồi mọi người ơi. Nếu không phải là cái bùa thăng hoa thì tất cả mấy cái trang bị kia nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Rồi, để cùng xem thử nào. Mình cũng đang có mấy cái nick đó mà có bếp tím sẵn mà đi chung với sàn tím, xong rồi combo mà trưởng lực riêng luôn á nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn á. Vừa bếp nè, vừa trưởng riêng nè, rồi vừa sàn luôn. Đẹp lắm. Mà nó thật bây giờ luôn á, bếp tím rất là rẻ mọi người ơi. Bây giờ mà không hút một cái chơi nữa thôi chứ đợi khi nào. 15 giây này mọi người ơi, cùng đếm ngược nào. Nó hổ hình là một phát là đã hơn 18k máu rồi. Và khi mà nó thăng hoa sẽ là... đây rồi, đây rồi, đây rồi, một gõ nè, 19k đam. Lâm nè, một gõ nè, 22k đam. Một gõ nè, 68k đam rồi mọi người. 40k đam hả? Holy fuck. Một gõ hơn 40k đam. Top 1 luôn nè, và ok, GG tất cả mọi người nha và tạm biệt anh em. Bye bye.